Đừng mua bán bất động sản. Nếu như bạn chưa biết được những điều này, bạn sẽ mất hết tiền, thậm chí là dẫn đến phá sản. Có 5 sai lầm cơ bản mà bất kỳ một người nào khi đi mua bán bất động sản, và đặc biệt nhất là những người đi mua bán bất động sản lần đầu hay là đang kinh doanh ở lĩnh vực khác, thì khi đi qua đầu tư mua bán bất động sản chắc chắn và kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp. Vậy thì bạn sẽ để ý xem mình có bị mắc những cái sai lầm nào sau đây không nhé. Và đặc biệt nhất, cái thời điểm này có phải là chúng ta nghe ở ngoài kia, nghe truyền thông, nghe một số người, nghe một số chuyên gia, xem một người nhà tư vấn, hướng dẫn, cố vấn đầu tư, người ta nói đây là thời điểm vàng, thời điểm tốt nhất để chúng ta đi đầu tư, đi mua, đi bán bất động sản, bởi vì bất động sản bây giờ ở đáy không? Chúng ta mua vào thì kiểu gì trong thời gian tới chúng ta cũng kiếm được cái lợi nhuận cao. Nếu như cái kèo thơm, cái cơ hội mà nó ngon mà nó tốt đến như thế, thì liệu chừng nó có đến tay được chúng ta hay không, hay là gia đình nhà họ, vợ chồng nhà họ, bà con nhà họ, người ta đã mua hết rồi, người ta lấy hết rồi, người ta mua xong người ta mới bán cho chúng ta hay không. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này, chia sẻ cái góc nhìn, chia sẻ cái câu chuyện và cái cách và những cái sai lầm mà chúng ta đi đầu tư mua bán bất động sản lần đầu chúng ta hay gặp, và thậm chí trong cái thời gian này hay trong thời gian tới chúng ta đừng có dại mà mua bán bất động sản nếu như chúng ta chưa biết được 5 sai lầm cơ bản này. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông á, để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Một cái lý do mà cái thông tin đầu tiên mà chúng ta hay nghe thời gian gần đây á, nào là vàng lên giá, rồi nào là chứng khoán là phập phù, rồi nào là lãi suất thì xuống thấp, rồi nào là tiền lãi gửi tiết kiệm rồi lạm phát rồi tí tỷ các thứ, hay là bất động sản cắt lỗ giảm giá và chuẩn bị đi lên, nên là các bạn phải tranh thủ phải nhanh đi mua bất động sản đi. Nhưng mà thực ra cái cơ hội nó có nhiều như thế hay không, không phải ngẫu nhiên mà đám đông ngoài kia bây giờ người ta không dám đi đầu tư, không dám đi mua, không dám đi bán, mà chỉ những người người ta am hiểu, những người có tiền, hay nói chính xác ra là những tay to, những nhà tài phiệt, những dân chuyên về bất động sản, người ta đi mua bán lúc này. Đúng rồi, người ta mua lúc này bởi vì người ta có kiến thức, người ta có kinh nghiệm, người ta có trải nghiệm, người ta am hiểu về phân khúc đó, người ta am hiểu về cái mô hình đó. Chứ làm gì có người nào mà giỏi ở tất cả thị trường, tất cả các phân khúc, tất cả các tỉnh được đâu. Có một số chuyên gia, có một số diễn giả, có một số nhà tư vấn hướng dẫn đầu tư thì ngồi ở một nơi mà bảo là tư vấn và đầu tư được tất cả mọi tỉnh thành, tất cả mọi sản phẩm, thì làm sao mà có thể giỏi được cỡ đó. Mỗi người ấy, người ta có giỏi đi chăng nữa, người ta chỉ làm ở một tỉnh thôi, có một huyện, một số địa phương, hay thậm chí là một phân khúc thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà ai cũng giỏi tất cả mọi nơi được. Nếu như thế người ta sẽ không có thời gian để người ta chia sẻ cho bạn, người ta làm video, người ta hướng dẫn, hay là người ta chỉ cho bạn cách đầu tư như thế đâu. Người ta đã đi mua và người ta trở nên giàu có, người ta thành đại gia của Việt Nam rồi. Chúng ta thấy là có cái tỷ phú nào nằm trong top 5 tỷ phú hay top 10 tỷ phú của Việt Nam mà người ta đi chia sẻ, người ta đi hô hào, người ta bảo bạn đi mua như thế hay không? Vậy thì có 5 sai lầm cơ bản mà một người đi đầu tư mua bán bất động sản thì kiểu gì người ta cũng gặp. Cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta không am hiểu về pháp lý, không am hiểu về chính sách, không am hiểu về luật đất đai, hay luật kinh doanh bất động sản, hay là luật nhà ở, dẫn đến cái chủ đầu tư hay cái người bán đó, nó lừa đảo chúng ta, hay là gài kèo chúng ta vào những cái trường hợp mà oái oăm. Và đặc biệt nhất đó là cái câu chuyện mà những năm qua những khách hàng, những bà con chúng ta đi mua bán bất động sản mà dự án vào tiền được tiến độ 90-95% và hỗ trợ, thậm chí có những người chờ 20 năm, 30 năm rồi mà cũng chưa có sổ đỏ, chưa có đất, chưa có bất kỳ một cái gì đó. Lúc này nó phát hiện ra mới đi là biểu tình, mới đi đòi đất, mới đi đòi nhà, thì công ty người ta lúc này, các tập đoàn lúc này đã gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Mà cái chuyện này không khó, anh em chúng ta có thể lên mạng, lên các truyền thông, và chúng ta sẽ tập kể cả những công ty, những tập đoàn lớn nhất bây giờ đi, người ta cũng đang gặp nhiều sự cố, người ta còn chưa xử lý được bản thân người ta được, thì làm gì có cái chuyện mà người ta lo cho khách hàng, lo cho người mua, lo cho những cái nhà đầu tư mà người ta đã mua cái bất động sản tại cái thời điểm đó. Nên đây cũng chính là cái lý do mà tại sao cái thời điểm này mà khi cái luật đất đai được thông qua và chuẩn bị áp dụng, có rất nhiều chính sách để bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng, bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng. Hay cái đơn giản nhất đi, có một số người thì khi mà chúng ta không có tiền, chúng ta có ít tiền thì chúng ta nghe cái chủ nhà, nghe người bán, nghe môi giới, nghe cỏ, hay là những người sale nói là ít tiền thì mua với bạn, mua sổ chung, mua giấy tờ tay, mua đồng sở hữu, rồi mua đi rồi 5 năm sau, 10 năm sau thì kiểu gì nhà nước người ta sẽ làm sổ chúng ta. Và khi đó chúng ta lại về chúng ta làm nhà để ở,
nhưng một ngày kia thì mới biết là đất nào là đất nông nghiệp, đất không có sổ để bị dính quy hoạch, bị này bị kia, thì dẫn đến cái trường hợp là chúng ta không chỉ mất tiền đâu, chúng ta còn mất nhà, mất cơ hội, mất gia đình và mất tí tỷ những thứ khác nữa. Đây là cái lý do đầu tiên mà nhiều người đi mua bán bất động sản gặp phải, bởi vì chúng ta không am hiểu về pháp lý, chúng ta không am hiểu về pháp luật, chúng ta không am hiểu về chính sách, nên dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta đi mua bán những cái loại bất động sản mà không có sổ đỏ. Nếu như cái bất động sản mà không có giấy tờ, không có sổ đỏ, không có pháp lý gì cả thì chúng ta cũng chẳng có thể nói là gì, chẳng có ông nào, chẳng có chủ đầu tư, chẳng có chủ nhà nào mà có thể khẳng định cho chúng ta được. Thậm chí bản thân người ta còn không lo được cho người ta thì lấy cái gì mà người ta khẳng định với chúng ta là sẽ có cuốn sổ đỏ và sẽ làm được cái việc đó. Và cái thứ hai là cái tâm lý đu theo đám đông và đu theo một số người, một số chuyên gia dẫn dắt thị trường. Nếu như mà người ta bỏ thời gian, bỏ công sức ra, người ta chia sẻ cho bạn một cách miễn phí như thế, mà người ta tốt như thế thì làm gì có ở trên đời này. Thì người ta phải có một cái mục đích, một cái mục tiêu, một cái định hướng ở đó. Nhiều khi người ta mua xong, người ta muốn đẩy truyền thông, người ta muốn tung thông tin ra, người ta nói tất cả những cái gì là tốt nhất, những cái gì là đẹp nhất, nhưng những cái mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải thấy, những cái mà chưa có, những cái chưa được, người ta có nói chúng ta hay không? Không. Và khi người ta làm phong bạc lên, ví dụ là người ta ăn mặc đẹp, người ta có xe sang, người ta ở biệt thự, người ta đi với chân dài, người ta có tiền, người ta có nhiều tài khoản, người ta có nhiều sổ đỏ, người ta có nhiều thứ, chúng ta nhìn vào, chúng ta lóng lánh và chúng ta nghĩ là ôi, người ta có nhiều tài sản như thế, người ta giàu như thế, thì làm gì có cái chuyện là người ta đi lừa đảo chúng ta mấy trăm triệu. Nhưng đây là cái câu chuyện phổ biến và cái câu chuyện thường xuyên nó xảy ra ngoài kia. Và khi mà chúng ta nghe theo đám đông, người ta nói là một đám đông thường đến trễ, và một đám đông thường bị dẫn dắt, và một đám đông là thường bị ăn thịt. Và cái thứ ba đó là gì? Cái tâm lý là chơi tất tay, được ăn cả ngã về không. Hay thậm chí có một số người là dùng đòn bẩy quá tay. Và đặc biệt trong 2-3 năm vừa qua, chúng ta thấy cái câu chuyện này là phổ biến và rõ nhất. Đó chính là cái lý do mà tại sao có rất nhiều người mà năm vừa rồi người ta phải dẫn đến cái câu chuyện là người ta phải nhảy cầu, người ta phải đi qua Campuchia, người ta phải trốn được. Bởi vì có một cái điều cơ bản, khi mà người ta dụ được bạn, khi mà người ta lừa được bạn thì chắc có lẽ bạn cũng chỉ bị lừa một lần, bạn chỉ bị lừa một lần thôi, chứ làm gì có câu chuyện là ai đó mà bị lừa nhiều lần bởi một người. Đó chính là cái lý do khi mà người ta lùa gạt được bạn, khi người ta bắt được bạn, khi người ta biết được bạn thì người ta sẽ hướng dẫn, người ta chia sẻ cho bạn tất cả những gì là màu hồng. Và khi bạn thấy ngon quá, bạn huy động vốn, huy động có người thân, huy động có người quen, rồi thậm chí là vay ngân hàng hay là vay lãi cao ở ngoài xã hội kia để khi đi đầu tư. Và khi đi đầu tư như thế thì như thế nào? Đây chính là một cái chiêu là ve sầu thoát xác. Nên lâu lâu chúng ta hay nghe nói cái câu chuyện là sốt đất, hay là đất sốt, hay là thổi giá bất động sản, hay là có sóng ở đâu đó. Mà thường mỗi khi như thế, ai là người được tiền? Chỉ những người dẫn dắt truyền thông, những người dẫn dắt thị trường, những người đứng ra người ta kêu gọi, người ta làm việc đó, thì đấy chính là những người mới kiếm được tiền thôi. Bởi vì người ta mua xong, người ta làm thị trường, người ta làm truyền thông, người ta lùa gà vào đó để người ta vặt lông. Còn ai là người mất tiền? Đám đông, những người không có kiến thức, không có am hiểu, không có kinh nghiệm thì thường chúng ta mới mất tiền. Và đây là cái thời điểm mà anh em thấy và cảm nhận được điều đó rõ nhất. Những ai mà mua vào những khoảng giai đoạn mà 2019, 2020 hay là nửa đầu 2021, và sau khi 2022, 2023 và đặc biệt là nửa đầu năm 2024 thì chúng ta thấy này, cái giá bất động sản đã cắt lỗ như thế nào. Có những người khi đó mua là 1 tỷ nhưng bây giờ cắt lỗ bán đi chỉ có 200 triệu mà 300 triệu cũng không có cách nào bán được. Bởi vì đơn giản thôi, cái giá cả bất động sản, cái giá trị bất động sản nó bị đẩy lên quá nhiều. Với cái kiểu đấy thì chúng ta mua cái kiểu gì mà chúng ta chả phá sản. Và cái thứ tư đó là chúng ta đầu tư sai thời điểm, sai thị trường và sai vị trí. Bởi vì chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta không có am hiểu. Chúng ta mua ở đỉnh mà chúng ta bán ở đáy. Với cái kiểu mua bán như thế thì kiểu gì mà chúng ta không bị mất tiền? Hay là khi chúng ta xem truyền thông, người ta dẫn dắt chúng ta là ở đây có dự án sắp triển khai, chuẩn bị triển khai và dự kiến sẽ triển khai. Nhưng khi nào mới triển khai thì đấy là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Bởi vì triển khai thì còn liên quan đến chủ đầu tư, ai là người bỏ tiền đầu tư cái dự án đó. Và sau khi người ta đầu tư dự án, có các nhà đầu tư, có khách hàng, có các công ty, có tập đoàn, có người tiêu dùng về đó nó hay không thì đấy là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Và cái thứ năm là phần lớn mọi người không có kiến thức về đầu tư bất động sản, không có kiến thức về tài chính. Chính vì không kiến thức thì khi đó chúng ta nghe một ai đó nói như truyền thông, mà thường thì người ta làm phong bạc, người ta làm chương trình rất là hay, rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo.
hay một số người còn nói là có quân xanh hay là gà có người đó, thì để dẫn dắt thị trường, dẫn dắt đám đông. Và khi mà chúng ta không có kiến thức, không am hiểu gì đó thì thường thì gì, chúng ta sẽ nghe theo người ta, và khi đó chúng ta cũng không đi điều tra, không đi kiểm soát, không đi tìm hiểu thị trường. Và chúng thậm chí có rất nhiều người khi mà chúng ta đi mua bán, chúng ta còn không biết được là cái bất động sản đó, cái đất đó của chúng ta nó có đúng vị trí, có đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc hay không, hay thậm chí là người ta đứng ở chỗ này nhưng mà chỉ đất ở mãi một chỗ khác. Và sau này khi có kiện tụng, khi có một vấn đề gì đó xảy ra thì người ta nói là gì, bạn mua đất, bạn đã có sổ rồi, có pháp lý rồi, có tất cả mọi thứ rồi. Đây chính là cái lý do mà làm cho rất nhiều người ở ngoài kia mua bán bất động sản bị mất tiền. Hay thậm chí bây giờ là có rất nhiều người, người ta bán những tài sản mà chỉ có 200 triệu, 300 triệu ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế. Đôi khi anh em đến, anh em thấy là đường xá nó to, nó thuận tiện. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta mua xong cái sản phẩm đấy, ai là người mua lại? Người ta mua ở đấy rồi người ta làm nhà làm cửa, người ta làm cái gì để mà người ta sinh sống, người ta làm cái gì để làm ra tiền, ở đó có công ăn việc làm hay không, ở đó có tạo ra tiền hay không, ở đó người ta có những cái công việc để người ta sinh sống hay không. Bạn thì nghĩ đi, có những người mua đất đai những nơi xa xôi ở lại những nơi mà nếu từ trung tâm đến nó khoảng 2 đến 3 tiếng lái xe, mà thậm chí là lái xe đi là người bán, người môi giới, người sale, người cò, người ta dẫn bạn đến, thì bạn mới biết. Còn nếu bạn tự bạn đi, bạn còn không biết, thì bạn thử nghĩ đi, với cái loại đất mà 100m², 200m², thì bạn làm nhà xong, bạn sẽ làm cái gì ở đó? Con bạn lớn lên đi học ở đâu? Ốm đau thì như thế nào? Rồi mua bán hay là bất kỳ một cái tiện ích, một sinh hoạt thì bạn đi đâu mà làm? Hay thậm chí xung quanh khu vực đó trong vòng bán kính 10, 20, 30 km không có bất kỳ một cách tiện ích dịch vụ gì cả. Nhưng mà người ta lại tư vấn cho bạn là mua cái loại này thời gian tới 3 năm tới, 5 năm tới kiểu gì nó chỉ x2, x3, x5 tài sản. Nhưng cái cơ sở nó ở đâu? Nó căn cứ vào đâu và lấy cái gì mà để nó tăng giá như thế? Lấy cái gì mà để người ta mua lại được như thế? Nên đây cũng chính là cái lý do mà tại sao cái thời điểm này có rất nhiều anh chị em chúng ta đang lao vào, chúng ta đi mua những cái loại bất động sản mà 200 triệu, 300 triệu. Nhưng cái tiềm năng, cái tiện ích, cái dịch vụ, cái khả năng xảy ra thực sự đó, ai là người mua cái đó? Hay bởi vì chúng ta mua, bởi vì chúng ta thấy rẻ. Nhưng mà quan trọng mua rẻ để làm cái gì? Đấy cũng chính là cái lý do mà tại sao nhiều người mất tiền khi đi mua bán bất động sản nhiều đến như thế.